AirPods Pro hiện nay khi kết nối vào iPhone, iPad sẽ bị dính tài khoản iCloud của thiết bị đó. Nếu chủ tài khoản khóa AirPods của bạn, bạn sẽ không thể sử dụng nó được nữa. Nguy hiểm hơn nữa, AirPods hiện nay có thể tự động kết nối mạng với những thiết bị iPhone, iPad xung quanh để phát ra vị trí. Chủ tài khoản sẽ định vị được bạn dù bạn ở bất cứ nơi đâu mà bạn không hề hay biết. iPhone, iPad dính iCloud thì các bạn còn lo, khả năng mà gỡ được iCloud trên iPhone, iPad là rất chưa thấp và thậm chí có thể nói là không thể. Tuy nhiên AirPods thì cái này rất chưa đơn giản. Bạn xem, một anh Nhật anh đi du lịch Hàn Quốc, sau đó anh rơi mất cái tai nghe ở Hàn Quốc. Khi mà anh quay về Nhật, anh bật cái file iPhone lên, anh thấy cái AirPods của anh vẫn nằm ở bên Hàn Quốc. Được rất nhiều câu hỏi liên quan đến việc anh ơi có mở được iCloud của AirPods không? Trời ơi, thật sự luôn, mình nghe mình cũng khá là bất ngờ. Thực ra là trên AirPods Pro và AirPods 3, khi mà các bạn kết nối với iPhone thì nó sẽ tự động lưu cái iCloud vào trong đó luôn. Để khi mà chẳng may các bạn bị mất AirPods, các bạn bật file iPhone lên, các bạn sẽ thấy cái AirPods của mình nằm ở vị trí này, vị trí kia. Chẳng hạn, trường hợp ví dụ các bạn được người khác cho tặng những con AirPods, hoặc các bạn mua đồ cũ nhưng mà chủ cũ họ chưa thoát cái iCloud ra. Các bạn khi mà kết nối, các bạn nhìn đây này, đây nó có biểu tượng này. Mỗi lần các bạn kết nối, các bạn sẽ thấy nó hiển thị lên cái iCloud này. Các bạn nhìn thấy không, AirPods file my iPhone rất chưa là khó chịu. Các bạn lần đầu tiên sử dụng AirPods được cho tặng chẳng hạn, các bạn nhìn thấy cái này các bạn rất sợ. Mình còn thấy một số bạn còn đăng lên là nhận mở khóa iCloud cho AirPods nữa. Cái này đơn giản lắm, cần gì phải mở. Mình sẽ hướng dẫn các bạn nha, mất chỉ có 5 giây thôi. Tiên để biết xem cái AirPods của mình nó có dính iCloud không thì rất chưa đơn giản. Các bạn chỉ việc kết nối tai nghe AirPods với cả cái iPhone của mình thôi. Các bạn ấn vào kết nối. Nếu mà trên cái dòng kết nối nó hiển thị một cái dòng nó ghi là ID Apple hoặc là iCloud như vậy này, thì đây là nó đang dính cái iCloud của chủ cũ và nó có dòng là Profile My, tức là họ đã bật cái phần tìm kiếm lên. Thì rất là đơn giản, các bạn chỉ việc ấn kết nối vào, xong đó các bạn tìm vào cái chữ i này, các bạn nhấp vào, rồi các bạn ấn quên thiết bị này nhé. Các bạn cứ ấn quên thiết bị đó đi thôi, không có vấn đề gì. Và để xóa được cái iCloud thì rất là đơn giản. Đây, trên cái AirPods đằng sau nó có cái nút reset này nhé các bạn nhé. Các bạn đóng nắp AirPods lại 20 giây, sau đó các bạn mở nắp ra và các bạn giữ chặt cái nút tròn ở phía sau của AirPods này. Rồi các bạn đếm 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn nhấn giữ đến khi, các bạn nhấn giữ đến khi nào cái đèn ấy, nó chuyển qua từ màu trắng sang màu vàng như vậy này, là đã thành công rồi nhé, rất chỉ là đơn giản. Rồi bây giờ mình mở điện thoại ra và mình kết nối lại cái AirPods với cả điện thoại thôi. Đây, nó đã ra được cái iCloud chính chủ của mình rồi. Và bây giờ rất là đơn giản, chỉ việc lấy tai nghe AirPods ra và hưởng thụ thôi. Ok nhé.